tháng 6 các bạn. 28 tháng 6 2024. Trời nắng đẹp. Bữa rồi mình đăng bán Action Cam, chủ yếu là thanh lý mấy con Action Cam kiểu hàng lướt các bạn, hàng lướt, một số con hàng lướt, con số con cũ. Mình mua về, ban đầu mình mua về thì mình chủ yếu là mình để định để sưu tầm chơi thôi, tại mình cũng thích. Nhưng mà kiểu để lâu quá không có xài á, thấy cũng uổng cho nên là thôi bán, với lại lưu trữ tới lui mà. Thì bán thì quay clip review rồi đăng lên bán thôi, cũng bán được 3 con. Mà bán thì con đầu tiên bán mắc cười. Bán mới đầu không có định COD, mà kiểu lần đầu tiên bán hàng online á, cho nên là cũng kiểu dễ dãi chút. Có ông đó ổng liên lạc cũng đòi mua thì mình gửi clip cho ổng coi. Mình gửi clip xong rồi ổng không có nói gì hết, xong rồi cái ngày sau mình mới hỏi lại là sau khi xem clip xong thì bạn có còn muốn mua nữa không. Xong cái ông trả lời là ok, ship cho mình đi. Mình cũng ship nha. Ship thì 2 ngày nó mới lên tới chỗ ổng. Ổng nói là ổng đi tỉnh không có ở trên Sài Gòn nên không có coi hàng được. Cái hẹn lại shipper giao ngày khác, chờ lại 2 ngày nữa. Shipper 2 ngày nữa giao thì ông không lấy hàng cơ, mà kêu là không có thể nhớ. Mà trong khi đó mình bán là mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, là mình bán máy không kèm thẻ nhớ. Tại vì cơ bản là thẻ nhớ là nó có dữ liệu các bạn, nó dùng để chứa dữ liệu, mà mình thì mình không có thích bán. Nó thích bán mấy cái thẻ nhớ mà đã qua sử dụng, hoặc là ổ cứng gì đã qua sử dụng là mình không có bán. Đó giờ mình vậy, thà mình đập nát hư chứ mình không có bán lại. Đó là xong rồi cái phải ship ngược cái về. Ngược cái về mặc dù là mình không tốn phí ship, tại vì đã thỏa thuận là nếu mà ship COD thì ông đó không trả tiền ship. Ok thôi. Nhưng mà kiểu cái hàng mà các bạn xài lướt á, các bạn bán đúng không, mà kiểu gặp mấy cái người như vậy á, ship đi ship lại nhiều lần á, thì cái hàng các bạn có nguy cơ bị cũ, bị hư, bị gì đó. Nó có nguy cơ chứ, tại vì vận chuyển mà. Chưa kể là mình ship đi thì mình gói rất kỹ, còn người ta hoàn về thì người ta không có gói lại cho mình. Người ta chỉ đơn giản là người ta bỏ lại vô cái hộp rồi người ta gửi về thôi. Mình ship đi là mình phải quấn mấy cái lớp mút chống sốc này nọ các kiểu nữa, thì họ ship về, họ hoàn về, họ đâu có gắn mấy cái đó. Cho nên là mình không có ship COD là vậy đó các bạn. Rồi cái thứ hai thì kiểu mình bán thì cái
cái bạn đó làm nha sĩ ở Sài Gòn, mua cũng rất là lẹ, kêu mình kêu là chuyển khoản rồi ship lên, nhưng mà mình có việc mình lên Sài Gòn á, thế là mình cũng nản cái đơn đầu tiên của mình bị vậy á, cho nên là mình nói thôi để mình đem lên luôn cho. Thì hẹn mình đem lên trên Phú Nhuận á, rồi bạn đó nhận hàng thanh toán rất là nhanh ha. Rồi cái thứ ba là cái GoPro 7 Black thì cái đó hàng cũ, nhưng mà mình làm cái clip rất là chi tiết ha, chi tiết tới nỗi mà nó dài 40 mấy phút á. Có một cái bạn đó ở bên Hậu Giang, bạn đó ban đầu định mua con 5K M40R 5K, nhưng mà sau đó bạn đó đổi ý, bạn đó đi qua bên chạy từ Hậu Giang qua mua con GoPro 7 Black của mình, không thèm kiểm hàng luôn các bạn. Cho nên là mình bớt cho bạn đó 250 ngàn, 3,5 triệu mà mình bán phủ nghị còn 3,25 triệu thôi. Cái giá đó là quá lời nha các bạn, tại vì các bạn kiếm mua mà bộ combo GoPro 7 Black mà các bạn không có luôn cái adapter mà giá đó là không có đâu. Cái adapter xé lẻ các bạn bán cũng được 700-800 á, 700-800 là muốn bay lẻ nha. Đó thì mình chia sẻ chút về cái việc mà bán hàng online của mình. Tại đó giờ mình không có bán hàng online các bạn, mình mua về mình xài, mình chơi, mình bỏ đó à, chứ mình không có bán lại. Nên mình cũng thử mình bán xem như thế nào. Nó như thế vậy á. Giờ mình còn con GoPro 5 Section với một con Runcam Tumro, một con M40R nữa, AT M40R giá 900k đó, đang bán, nhưng mà có vẻ là mấy ngày rồi chưa ai liên lạc các bạn, chưa ai hỏi tới. Thì mình cứ đăng thôi, tại vì mình cũng thanh lý vậy đó, mình đăng cho người ta biết là mình thanh lý thôi, ai mua thì mình ship, mình review xong rồi mình bỏ vô cái hộp các bạn, đó hộp gói lại để sẵn vậy đó, ai mua mình ship à, vậy thôi. Chứ mình cũng không kiểu bán rổ, bán tháo, bán gấp ha. Rồi chia sẻ vài lời về việc bán hàng online của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip.